biết là như bao nhiêu. Chị hỏi nhỏ xíu con chút xíu nha, là cô có một cái khoản nào để dành cho hai mẹ con chưa? Chưa. Chưa hả con? Chưa. Thôi như mẹ con làm gói ghém mà sống con nếu nó dư thì nó không có dư nhiều, có vài triệu để trừ khi bệnh hoạn đồ vậy thôi. Dạ. Nhưng mà con biết là hồi nãy là có rất là doanh nghiệp họ muốn là đào tạo nghề cho anh Hiền. Chị có thấy cái đề nghị này thì có thấy như thế nào con? Dạ, để chúc em Hiền xuống rồi cô bàn lại với em Hiền chứ cái đó là do nó em Hiền thôi chứ còn dạ. Mà riêng bản thân mình là một người làm mẹ cô thì cô cứ nhìn vô ống kính như cho mẹ. Nhưng bản thân mình là một người làm mẹ cô thì cô có muốn con mình có một cái nghề trong thì tay cô không? Cũng muốn cho nó có cái nghề chứ, nếu sau này cô có chăm tuổi già nó cũng có cái nghề để nó sống tương lai của nó mà, tại vì nó đâu có chị em gì đâu. Dạ. Có mình nó thôi. Mà khi mà cô nghe anh Hiền nhận được tiền, anh Hiền có báo với cô là mình nhận được tiền cái không? Đó là cô vệ sinh cô dẹp. Dạ. À, cô thấy nó một đống rác ở trên cư dân á, tầng 18. Cô mới báo với nó là kêu bảo vệ lên đây và để chụp hình đồ. Chứ nếu mà mẹ dọn như vậy á mà không kịp giờ á, thay vì hết giờ mà rác nó còn như vậy á thì lỡ ban quản lý được qua lập biên bản nó phạt 500.000 đó. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai bây giờ mình dỏ tiền như vậy đó, con lên ngân chụp hình xong rồi con xách xuống dưới con báo ban quản lý đi. Mình không có biết là người ta gài mình hay như thế nào, mình cứ trình thẳng với ban quản lý đó, cho ban quản lý người ta giải quyết. Mà cái lúc mà nhận thấy được có một cái số tiền đó cô, mà trong cái hoàn cảnh hai mẹ con mình đang khó khăn như vậy cô không ham, cô không ham, khó thì khó chứ cô không ham, cô nghèo thì chứ cô không ham. Tại vì đôi khi mình mà rỡ rớt 50-30 ngàn mình cũng tức lắm, mình cũng tiếc, tự không biết nguyên do mình làm rớt rồi không biết ai nhặt được, mình đâu có biết ai, thì thành ra người ta mất người ta cũng tiếc như vậy. Mà của ai mình trả cho người đó, trời cho mình làm còn hơn cái đó nữa. Ra chụp hình rồi đem xuống giao cho anh Tài làm gì làm, xử lý làm gì làm. Dạ. Mẹ con mình không biết tới. Hôm nay là anh Hiền được tuyên dương hết con, rồi có được các nhà hảo tâm rồi cái công ty tặng những cái hiện kim rồi hiện vật nữa, thì cô nghĩ cái đó có phải là giống như là ở Hiền gặp lành của mình không con? Đúng rồi, mình ở Hiền gặp lành, nhưng mà hồi nãy em Hiền nó có nói tặng quà rồi thì con lấy, mà tiền này con không có nhận đâu. Mà mấy chị làm trong tổ nói là công ty rồi người ta tặng thì có nhận. Không, con có nhận tiền quà rồi thì con lấy, bằng khen rồi con lấy, chứ còn tiền mà con không nhận. Mà cô có tán đồng với cái quan điểm đó có nhận không cô? Cô đồng ý, tại vì con mình nói như vậy là tốt chứ đâu có gì đâu. À, quà rồi thì nhận, chứ còn tiền thì không có nhận. À, cô ơi, cô cho con phản bác một chút nha. Là cái hoàn cảnh hồi nhỏ sao mà mình lại đi làm đây coi? Tại vì lúc xưa là cha Hiền còn thì cha Hiền chạy xe ôm. Yeah. Cô thì đi giúp việc nhà cho anh ta. Yeah. Lúc đầu thì một tiếng nó có 30 thôi, sau dần dần mới được 50. Yeah. Rồi cha Hiền mất là Hiền mới có 10 mấy tuổi à. Yeah. Đó là cô bắt đầu từ đó, cô phải là thay vì xưa mình làm 2-3 tiếng thì đủ sống rồi, có cha phụ thêm. Bây giờ không có cha thì mình phải làm 5-6 tiếng. Đó, để nuôi thì Hiền học tới lớp 9 thì nó nói bây giờ khả năng á, có một mình mẹ mà nuôi con nữa rồi tiền học tiền đồ nữa thôi để con nghỉ học, con kiếm chuyện diện làm. Thì cô mới nói còn nhỏ quá đi làm người ta không nhận đâu. Đó, thì dì nó nói thôi bây giờ đi làm ta không nhận, dì chiên chú chiên khoai lang chiên rồi con đi bán. Đó, thí dụ như 12 trái thì cô dì cho con lời 2 trái, dì ruột của nó đó. Rồi sáng là dì nó nấu cuốn tiếu đồ, nó dậy nó phụ nó bưng. Rồi nó gom tô, gom tiền cho dì nó, dì nó cho tiền. Rồi sau này nó được 10 mấy tuổi, được 20 tuổi mới đi làm. Trước kia là làm ở bên cầu rạch đĩa, là vệ sinh công nghiệp. Một ngày có 200 thôi, rồi làm được rồi trong tổ đó người ta thấy làm được cái vậy á. Rồi người ta mới tăng lương lên được 200 mấy. Rồi hết bên đó, công ty bên đó hết rồi mới về bên đây. Về bên công ty Bixland này thì làm bên kia kìa, bên Bùi Văn Ba á, là còn làm công nhật. Cái bên đó hết công nhật rồi cô Thảo giám đốc nó điều nó về đây. Về đây là có cô Liễu kia làm tổ trưởng. Rồi cổ điều người ta, nhân viên nó nghe cổ. Mà nó cũng nhân viên mà nó kêu thì người ta làm, người ta lại chịu theo nó. Đó, rồi mới cho anh Minh coi là anh Minh hồi nãy hợp trong đó với nó đó là anh làm giám sát. Yeah. Đó, ảnh cũng coi được 1 tháng, anh nói thôi bây giờ là chú Minh đi về bên kia.
về con công ty bên kia, thôi thôi giờ con ở đây con thế chứng minh đi. Nó nói thôi con không làm giám sát đâu, đi họp là cực khổ lắm đó. Ông mới nói thôi giờ nếu con làm giám sát con làm tổ trưởng đỡ gì đi đó, nó làm tổ trưởng con làm đỡ cho chú Minh thôi đó, rồi nó giao cho nó mà nó điều nhân viên thì người ta lại nghe đó. Rồi là cô với lại anh Hiền thì làm ở cái chung cư này được bao lâu rồi? Được 4 tháng rồi. À, làm mới 4 tháng thôi. Mới đi qua đây được 4 tháng. Thì cô ơi, cô kể lại cho con cái diễn biến của ngày 14 tháng 5 được không ạ? Cái ngày đó là cô vệ sinh bên góc A. Dạ. Cô đi ở dưới lên là lấy rác là phía dưới tầng 3 lên tới 18. Thì cô lên cô thấy nó rác quá nhiều đi. Chỉ có một cái căn hộ mà rác quá nhiều. Mà người Tây nữa thì nói chung ra thì Tây nó ra nó chỉ cô là vệ sinh cái đó cho nó. Đó. Vậy cô mới vệ sinh, con chưa có vệ sinh nữa, con mới Hiền ơi, cái cư dân này rác quá nhiều mà người Tây không mà con, đâu con lên con chụp hình đi, con báo qua ban quản lý đi. Đó, vì cho bảo vệ người ta lên coi, tự gì á, làm cũng khổ lắm em. Nếu mà mấy rác sốt á, thì quản lý nó lên, nó lập biên bản, nó phạt 500 ngàn, nó trừ vô cái đồng tiền lương của mình. Thành ra cô có lóc A, cô làm rất là kỹ, không có bao giờ mà để sơ sót cái gì đó. Thì bắt đầu rồi, Hiền nó chụp hình xong rồi cô mới đẩy rác lại hết nhà rác. Thì từ nhà rác, cái phòng rác ở đây lại nhà rác ở đó đó. Bắt đầu cô mới tuôn xuống là hốt ra từng mớ, từ vô bao 50 mà. Hốt ra từng mớ rồi bỏ xuống hộp rác, chứ còn để nguyên bao xuống ngẹt nhà rác. Thì cô mới thấy trong cái giỏ sách nó là cái giỏ sách giấy. Cô nói Hiền ơi, tiền này là tiền gì đây Hiền? Tiền đô, tiền gì nè? Đó, nó nói tiền đô mẹ ơi. Không, cái này là chụp hình đi, rồi xong rồi sách xuống với anh Tài, báo anh Tài. Rồi cho anh Tài báo với cư dân. Đó, hồi nãy cái nhà phòng đó là phòng số mấy, tầng 18 là con lợn chụp hình đi. Rồi đem xuống nhà cho anh Tài đó, rồi chụp hình tiền đó là báo qua cho bên ban giám đốc. Đó, rồi đem mới đem lên cho anh Tài. Cái lúc đó thì mình thấy là có tiền nó nhiều không cô? Khoảng nhiều tờ không? Thì Hiền, tại vì cô Thảo giám đốc kêu Hiền đếm mà. Đếm có bao nhiêu á, rồi báo qua cho cô Thảo. Đó. Nhưng mà thì con thắc mắc cái là ví dụ như cái hoàn cảnh của mình rất là khó khăn. Khó thiệt, cô khó khăn thiệt, nhưng mà cái đồng tiền là cô không nhận. Dạ, thì sao rồi cô? Không tham, không có tham. Tự vì mình, nếu mà mình đánh rơi thì mình cũng tiếc vậy. Thì người ta mất người ta cũng tiếc vậy, của ai mình trả gì cho người đó. Trời ổng cho mình làm còn hơn cái số tiền đó nữa. Dạ. Mình nghèo thiệt, thì cơm đó. Làm kiếm cơm ngày hai bữa thiệt, nhưng mà không có tham. Mấy cái tiền đó là cô không có tham. Nhưng mà khi mà anh Hiền mà có cái hành động thái là đi trả cho ban quản lý chung cư, thì có phải là từ nhỏ lớn là cô cũng dạy cho anh Hiền một cái quan niệm sống nào đó không ạ? Thì nó có bản tính mà nhỏ rồi. Dạ. À, của ai là nó đi học trong lớp vậy, nó lượm 5 ngàn ở đây mà nó đưa cô giáo. Đó, mà đến ngày lớn mà thí dụ như làm trong tổ mà lỡ xem hết xăng là chị ai cho mượn 20 là em đánh lương em trả, hay là ngày mai em trả là phải đúng ngày đúng giờ. Nó là Hiền nó có cái tính vậy á. Dạ. Của ai là nó có nhặt được, của ai là em trả người đó. À cô ơi, nãy thì con thấy rằng ban quản lý chung cư và một số doanh nghiệp thì có gặp anh Hiền để trao tặng bằng khen là một số hiện vật á. Thì con nghe nói rằng anh Hiền không có chấp nhận cái nhận hiện vật là vì sao cô? Tiền là không có nhận. Ví dụ như quà cáp gì thì nó nhận, tiền nó không nhận. Sao vậy cô ha? À, nó nói á, mình không có nhận như vậy. Tiền á, hai bàn tay mình tạo ra đi. Ví dụ bây giờ mình có lòng tốt như vậy là cô bác anh chị em, ví dụ như tặng quà, tặng bằng khen thì con nhận, chứ tiền con nhận. Mấy chị trong đội nãy nói công ty người ta tặng tiền thì chứ có nhận. Không, em không có nhận tiền. Hả? Cái người ta nói chứ rồi sửa điện thoại thì chiều nay lấy mấy trăm ngàn tiền điện thoại kìa mà không nhận tiền mới hăng, quà cáp thì nhận chứ tiền là không có nhận. Vậy là anh mới hư điện thoại rồi con. À, điện thoại nó hư hôm nay rồi, nó vô đây nó làm nay 4 tháng rồi, là người ta đưa nó lên làm tổ trưởng tổ giám sát đó, là cứ mỗi cái gì là phải chụp hình báo qua giám đốc, thì nó mượn điện thoại của cái chị trong tổ nó chụp nó báo qua đó. Rồi mấy ngày nay của cái cô Thảo giám đốc với lại anh Minh nói là xài điện thoại đi, có gì để dễ liên lạc đó. Rồi cô mới nói thôi giờ đi sửa cái điện thoại đi, mẹ lấy cho đó, sửa là chiều nay mới lấy nè, nó là cái iPhone 4. Thì giờ cô với anh Hiền đang ở đâu ạ, hoàn cảnh như thế nào? Cô là ở tại phường 2 ngay cầu trên cầu Sài Gòn, đi vô chạy thẳng vô nó đụng cái cầu đúc, có cái hẻm mấy anh tay mặt chạy thẳng vô nữa, có cái ngã ba rẽ trái là tới cây bàn là tới nhà này. Dạ, hai mẹ con ở với nhau thôi ạ. À, có hai mẹ con thôi. Dạ, nhưng mà à, cái cuộc sống của cô thì giờ sao, nó có đầy có đủ cho cái thu nhập, có đủ cho hai mẹ con sinh sống tiền thu nhập thì đủ sinh sống hàng tháng, dư thì nó không có dư. Hai mẹ con gói ghém sang cọ về thu nhập hàng tháng, nó dư ra cũng được 1-2 triệu thôi.
đó là để hậu thân lỡ nửa đêm nữa không có bệnh hoạn gì đó. Dạ chắc là ý kiến dạ coi, nhưng mà có khi nào mà cô thấy rằng cô biết rằng cái số tiền mà nó rất là lớn, mà có khi nào cô cảm giác là nó sẽ giúp cho mình nhiều việc trong cuộc sống không, mà sao cô có bao giờ cô hối hận không? Cái số tiền nó lớn thì không hối hận, khi trả là không bao giờ hối hận đó. Hai mẹ con rồi đồng lòng với nhau đó, con đem lên con trả, mẹ khỏi nói con cũng trả của người nào. Bây giờ cư dân có dọn nhà đi thì ta có số điện thoại ban quản lý, người ta làm việc.